Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ ba. Chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2018. Công bố thêm 44 hang động mới trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Tăng cường công tác quản lý chất lượng và giá cả thuộc Tân Dược. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình. Trong đó, phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, ngày 7 tháng 8, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để duyệt nội dung Đại hội Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại hội Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8 năm 2018 với 83 đại biểu tham dự, trong đó có 63 đại biểu chính thức và 33 đại biểu khách mời. Để chuẩn bị cho đại hội, Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị theo đúng quy trình. Các nội dung đại hội đã được Thường trực Hội Liên hiệp thông qua, bao gồm dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Đại hội khóa 3, báo cáo tổng kết khóa 2 nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ khóa 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Đề án nhân sự Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Chương trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình khóa 3. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Công Thuật đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình của Thường trực Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực Hội Liên hiệp tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Ban dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu tại buổi làm việc để hoàn thiện nội dung các dự thảo báo cáo trình tại đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhất trí cao với đề án nhân sự và chương trình đại hội đã được chuẩn bị và lưu ý Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khẩn trương hoàn tất mọi công tác để đảm bảo đại hội được tổ chức thành công, góp phần vào việc tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong thời gian tới. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 dự kiến sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 27 tháng 8 là thông tin được thông báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 tổ chức vào sáng nay ngày 7 tháng 8. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các đơn vị liên quan. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, để chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành gấp rút triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức hội nghị chính thức. Đồng thời, đã tổ chức thành công các hoạt động bên lề gồm hội nghị xúc tiến đầu tư tại Philippines, Singapore và hội thảo gặp gỡ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình với các nhà đầu tư tiềm năng năm 2018 tại Hà Nội. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Sun Park Resort, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới với trên 1.000 khách mời tham gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị. Đến nay, Quảng Bình đã hoàn thiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 trên 35 dự án,
đã làm việc với các nhà đầu tư để hoàn thiện ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư trước khi tổ chức hội nghị. Tổng nguồn vốn các dự án dự kiến trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư tại hội nghị là khoảng 3,2 tỷ USD. Nhấn mạnh về ý nghĩa, mục đích, quy mô của hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc khẩn trương hoàn tất các nội dung có liên quan. Các sở, ban ngành và đơn vị được giao nhiệm vụ tùy theo chức năng, nhiệm vụ để nhanh tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công việc cụ thể, hoàn chỉnh nội dung, đảm bảo thời gian chương trình, rà soát chi tiết, bổ sung số lượng đại biểu, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư để tài trợ an sinh xã hội. Ngoài ra, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉnh trang đô thị cũng cần được đặc biệt chú trọng để phục vụ tốt cho hội nghị quan trọng này. Chi hội luật gia cơ quan thành ủy Đồng Hới vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội luật gia cơ quan thành ủy Đồng Hới đã chủ động sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 2 đề ra. Hoạt động của chi hội từng bước đi vào nề nếp. Các hội viên đã có sự kết hợp giữa công tác chuyên môn với công tác hội. Như vậy, đã đạt được một số kết quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám sát việc chấp hành pháp luật và phản biện xã hội. Chi hội được Hội luật gia thành phố công nhận là đơn vị dẫn đầu toàn thành phố, được Trung ương hội và tỉnh hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Hát câu hò khoan nhớ về đại tướng là chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tổ chức nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2018 và tưởng niệm 5 năm ngày mất mùng 4 tháng 10 năm 2013, mùng 4 tháng 10 năm 2018 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhằm chuẩn bị cho chương trình, chiều nay ngày 7 tháng 8, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức buổi họp với các ngành địa phương có liên quan. Chương trình nghệ thuật Hát câu hò khoan nhớ về đại tướng bao gồm 16 tiết mục ca múa nhạc, tổng hợp các làn điệu hò khoan lệ thủy và tổ khúc dân ca, ca khúc mang âm hưởng dân gian, ca người đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca người quê hương con người Quảng Bình với những thành tựu trên con đường đổi mới và phát triển. Chương trình nghệ thuật sẽ được diễn ra vào tối ngày 18 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Hát câu hò khoan nhớ về đại tướng là sự tri ân, ngưỡng mộ, tôn kính của các tầng lớp nhân dân Quảng Bình đối với đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình hai dòi, đồng thời góp phần vinh danh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hò khoan lệ thủy. Trong dịp kỷ niệm 107 năm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp, 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huyện lệ thủy sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Theo đó, hoạt động tri ân công lao đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra vào ngày sinh nhật của đại tướng 25 tháng 8, gồm có các phần rước chân hương từ vũng chùa Đạo Yến, huyện Quảng Trạch và rước ảnh từ nhà lưu niệm của đại tướng ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy về nhà truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Trong tối ngày 25 tháng 8 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với những ca khúc nổi tiếng, ca người đại tướng và các điệu dân ca hò khoan lệ thủy do các ca sĩ và các nghệ nhân thể hiện. Chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp gồm 5 chương với thời lượng là 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh công lao to lớn của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức các hoạt động tri ân đại tướng thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ các cụm xã. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Tuyên Hóa tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Mai Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa, Cao Quảng năm 2018. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 diễn ra với 3 nội dung chính, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Nhờ làm tốt mọi khâu chuẩn bị nên các địa phương đã vận hành các giai đoạn và vấn đề huấn luyện một cách nhanh chóng, đúng trình tự. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung. Vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể khá rõ nét, đảm bảo cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được nghị quyết để lãnh đạo điều hành
trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Đối với phần thực binh được diễn ra hấp dẫn, sinh động với tình huống gia đình, về các phần tử cực đoan tiến hành bạo loạn, bắt cóc con tin. Đội ngũ tham gia thực binh đã thể hiện được quyết tâm cao, vận hành đúng nội dung, kịch bản với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Các tình huống được xử lý gọn gàng, linh hoạt, bảo đảm kỷ luật thao trường. Sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cuộc diễn tập lần này là dịp để huyện Tuyên Hóa đánh giá toàn diện khả năng tổ chức điều hành của chính quyền các địa phương trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 2018, tại xã Quảng Phương, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 cho các xã Quảng Châu, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Thanh và xã Quảng Phương. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 của huyện Quảng Trạch được thực hiện với các nội dung: giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển xã vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử trí tình huống A2. Giai đoạn 2, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên các địa phương đã triển khai nhuần nhuyễn nội dung các giai đoạn diễn tập, an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị kỹ thuật, kết quả đạt theo đúng yêu cầu. Thông qua cuộc diễn tập đã giúp cho ban chỉ đạo huyện, các ban ngành địa phương và nhân dân của các xã nâng cao nhận thức trong việc xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc theo đúng tinh thần nghị quyết số 28 NQTU của Bộ Chính trị. Kết thúc cuộc diễn tập, Ủy ban huyện Quảng Trạch đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập. Sáng nay ngày 7 tháng 8, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 56, niên khóa 2014-2018 và cao đẳng hệ chính quy khóa 57, niên khóa 2015-2018. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và trong cả nước. Thời gian qua, Trường Đại học Quảng Bình luôn lấy chất lượng làm đầu, mở mang nhiều mã ngành đào tạo, tạo ra nhiều cơ hội cho người học. Trong đợt này, Trường Đại học Quảng Bình đã công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho hơn 900 sinh viên. Trong đó có 18 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 258 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 579 sinh viên tốt nghiệp loại khá, sinh viên tốt nghiệp loại trung bình chiếm tỷ lệ 5%. Trong dịp này, Trường Đại học Quảng Bình đã tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích học tập cao và tham gia tích cực các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của nhà trường trong suốt khóa học. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Công bố thêm 44 hang động mới trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Tăng cường công tác quản lý chất lượng và giá cả thuốc tân dược. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 7 tháng 8, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho các chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, 70 học viên được truyền đạt một số chuyên đề gồm công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam, hoạt động kinh tế xã hội của Hội Nông dân cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở Hội Nông dân Việt Nam, công tác kiểm tra giám sát của Hội Nông dân Việt Nam, các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện, nghiệp vụ cho vay vốn, quỹ hỗ trợ nông dân, tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho hay, vườn vừa công bố 44 hang động mới tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là những hang động trong tổng số 58 hang động mới tại vùng lõm và vùng đệm mà vườn đã công bố hồi đầu năm 2018. Theo đó, trong thời gian qua, được sự thông tin và hỗ trợ của người dân địa phương, cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức khảo sát độc lập đối với những hang động mới này. Một số hang động đã được khảo sát qua, nhưng một số hang chỉ được ghi nhận vì điều kiện kỹ thuật chưa có thể tiếp cận được. Dữ liệu của 58 hang động mới này đã chuyển giao cho đoàn chuyên gia Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh để khảo sát chi tiết và có tính khoa học hơn. Sau khi ghi nhận và so sánh với các số liệu các hang động mà chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh từng phát hiện, thì đã có 44 hang động mới chưa được công bố. Các động được phát hiện mới nằm trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, được nêu ở trên, phân bố nhiều nhất tại các xã Dân Hóa, Hòa Sơn,
Trung Hóa, Thường Hóa, huyện Minh Hóa với 33 hàng đồng. Tiếp đến là xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch với 9 hàng đồng. Và cuối cùng là các xã Trường Sơn, Trường Xuân, huyện Quảng Ninh với 2 hàng đồng. Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, 44 hang động được phát hiện mới nằm trong 6 hệ tầng địa chất khác nhau, gồm La Khê, Bắc Sơn, Mù Gia, Cát Đăng, Mục Bãi, Lê Ninh. Trong đó phần nhiều các hang động tập trung chủ yếu ở hệ tầng địa chất La Khê và Bắc Sơn. Đây là hai hệ tầng chiếm diện tích lớn nhất và có tuổi địa chất cổ trong khu vực Phong Nha Kẻ Bàng. Các hang động mới cũng đa phần phân bố ở các độ cao, dao động từ 44 đến 602 mét so với mực nước biển. Trong đó độ cao các đồng phổ biến nhiều nhất từ 200 đến 350 mét. Cùng với những làng quê khác nằm dọc hai bên bờ sông Kiển Giang, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hạ thủy đưa thuyền bơi ra sông, tập luyện, chuẩn bị cho lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang. Những ngày này, các trai bơi của xã Mỹ Thủy đã tề tựu về bến sông chờ hôm trạm để tập luyện. Các trai bơi sẽ luyện tập từ nay cho đến ngày diễn ra lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018. Trong 3 năm trở lại đây, nhờ sự hỗ trợ động viên của những người con xa quê cũng như chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thủy, các trai bơi Mỹ Thủy đã ra sức tập luyện và giành được hai giải nhất liên tiếp tại lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang. Chiều nay ngày 7 tháng 8 đã xảy ra vụ cháy rừng sản xuất thuộc khu vực rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình. Theo thông tin ban đầu, đám cháy được phát hiện vào khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 8. Đây là khu vực rừng sản xuất thuộc địa phận thôn Dinh 10, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của các xã Gia Ninh, Hải Ninh và Võ Ninh cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ quân sự huyện, lực lượng kiểm lâm, công an huyện Quảng Ninh khẩn trương tham gia chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh cùng với thảm thực vật và cây rươi mọc dày đặc làm cho ngọn lửa bùng cháy lan rộng. Theo thống kê ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi gần 5 hectare diện tích rừng. Đến hơn 17 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy rừng đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Để sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra trên hệ thống lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, Công ty Điện lực Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế thời gian mất điện cho khách hàng. Trong những ngày qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã điều động nhân lực, phương tiện tiến hành thi công sửa chữa lớn trên tất cả các tuyến đường dây do công ty quản lý đi qua các huyện, thị xã, thành phố. Khi nào các đơn vị quản lý vận hành tăng cường công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật hành lang lưới điện để hạn chế sự cố và số lần cắt điện, tập trung duy tu sửa chữa thay thế hàng ngàn mét dây dẫn điện trần bằng dây dẫn điện bọc và hệ thống cách điện. Bên cạnh đó, công tác phạt quang hành lang lưới điện, kiểm tra các trạm biến áp, các điểm tiếp nối dễ gây ra sự cố cũng được công ty điện lực liên tục kiểm tra theo dõi. Các thiết bị có nguy cơ gây sự cố cao cũng được thay thế mới. Công tác kiểm tra phạt nhiệt các điểm tiếp xúc trên lưới trung thế được tăng cường nhằm đảm bảo tốt nhất hệ thống an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, đáp ứng nhu cầu dùng điện cho người dân. Thời gian qua, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn đã có nhiều cách làm hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người dân, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Quảng Tiên là 4,53%. Để có được kết quả trên, địa phương đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho 679 hộ dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã. Bên cạnh đó, xã Quảng Tiên đã phối hợp với các công ty tư vấn và giao dịch việc làm trong nước, tạo điều kiện về việc làm cho 205 lao động nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng phát triển. Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng và giá cả nhóm mặt hàng thuộc tân dược. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán trên thị trường, tác động xấu đến môi trường sản xuất kinh doanh thuộc tân dược trên địa bàn tỉnh và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Trước thực trạng đó, ngành Y tế Quảng Bình đã bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Bộ Y tế xây dựng kế hoạch để tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng. Chúng tôi là thành lập
lực lượng thanh tra thường xuyên cũng như là đột xuất thanh tra kiểm tra trên các cái lĩnh vực hoạt động y tế, đặc biệt là thị trường thuốc chữa bệnh, về sản xuất và quản lý giá thuốc. Để mà kiểm soát tốt hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc tân dược, trong thời gian qua, Sở Y tế Quảng Bình đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, và qua kỳ công tác kiểm tra và thanh tra này thì đã phát hiện một số cơ sở vi phạm về giá và các điều kiện kinh doanh khác. Từ đầu năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tập trung kiểm tra chất lượng hàng hóa tại các nơi phân phối, trung chuyển hàng hóa, nơi bán hàng, kiểm tra các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nhằm bình ổn thị trường, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho người dân. Kiểm tra việc chấp hành về đăng ký kinh doanh, ghi nhãn hàng hóa, hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng nhập khẩu. Qua công tác thanh tra kiểm tra tại 30 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, đoàn kiểm tra đã phát hiện 14 cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra thì chúng tôi thấy có một số vấn đề cần trao đổi như sau. Thứ nhất là về cái mặt ưu điểm thì các cơ sở cơ bản là chấp hành đầy đủ các cái quy định của nhà nước về kinh doanh thuốc và các cái mặt hàng liên quan như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Họ đã chủ động là mua thuốc có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ và kiểm nhập theo quy định và đáp ứng cái thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của Bộ Y tế. Tuy nhiên cũng có một số quầy thuốc và nhà thuốc thì còn có một số cái tồn tại, ví dụ như là trong quá trình mà kinh doanh thì khi mà nhập hàng thì cũng có một vài mặt hàng là chưa truy xuất được nguồn gốc tại thời điểm kiểm tra. Cái thứ hai nữa là trong cái phân nhóm tác dụng dược lý là cũng chưa thật đầy đủ theo quy định. Cùng với việc chỉ ra những nội dung vi phạm chủ yếu trong công tác thanh tra, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, các lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở có những biểu hiện vi phạm. Hôm nay sở đến kiểm tra thì kiểm tra về các cái nội dung về sổ sách, các cái điều kiện nhiệt độ và kiểm tra các cái thuộc cấm lưu hành và được lưu hành. Với những nội dung như thế thì quay sẽ cố gắng khắc phục và cập nhật những thông tin và những cái thuộc cấm lưu hành. Trong quá trình quản lý nhà thuốc thì việc quan trọng nhất là chú trọng đến đảm bảo chất lượng của thuốc. Cái nguồn cung ứng là phải rõ ràng nguồn gốc, có hóa đơn chứng từ. Thuốc là kiểm tra là nguyên nhãn mác, có hàn dung. Và khi mình nhập về thì có sổ sách để kiểm nhập. Sau đó thì quá trình mình chú trọng quan trọng nhất nữa là mình bảo quản thuốc. Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn số 1129 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành y tế Quảng Bình đã đề ra các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc tân dược nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng. Chiến tranh đã qua đi, nhưng còn hàng trăm ngàn người nhiễm chất độc da cam dioxin tồn tại. Họ mang trong mình những căn bệnh quái ác, hình dạng cơ thể bất thường. Hiện nay, đã phát hiện thế hệ thứ tư di chứng chất độc da cam rất thương tâm. Hãy chung tay bằng cách soạn tin Da Cam gửi 1409 để hỗ trợ 18.000 đồng giúp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin tại Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Hiện nay, mùng 7 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14 đến 17 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 13 giờ chiều nay ở vào khoảng 15,1 đến 16,1 độ Vĩ Bắc.
113,6 đến 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 đến 350 km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc, 113 đến 114 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 đến 200 km về phía Đông Đông Nam. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm nay 7 tháng 8 và ngày mai 8 tháng 8, ở vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn, cấp 1. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết.